Chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh, kỹ năng đọc hiểu. Như các em đã biết, theo cấu trúc đề thi chung tham khảo Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh thì có hai bài đọc hiểu. Một bài có 5 câu hỏi như thế này và một bài có 8 câu hỏi như thế này. Nhìn chung đa số các em khi thấy bài đọc hiểu thì các em đều có tâm lý rất là sợ. Bởi vì trong bài nó có nhiều từ mới và các em đọc không hiểu. Nhưng nếu chịu rèn luyện kỹ năng đọc thì các em sẽ thấy bài đọc cũng không thực sự khó. Ít ra thì các em cũng có thể làm được một vài câu, đặc biệt là ở bài đọc thứ nhất, tương đối dễ hơn so với bài đọc thứ hai. Khi có được kỹ năng đọc hiểu rồi thì các em sẽ làm bài được nhanh hơn và tìm được câu trả lời chính xác hơn. Đôi khi các em không cần phải hiểu hết nội dung của cả bài. Về cấu trúc của bài đọc hiểu 5 câu thì các em thấy thì có thường có một câu tìm ý chính, thì cái này các em sẽ vận dụng kỹ năng gọi là skimming. Một câu tìm từ gần nghĩa là đón nghĩa qua ngữ cảnh. Một câu tìm đại từ thay thế, thường là những từ đại từ như là is hoặc là day. Có hai câu tìm thông tin chi tiết thì các em vận dụng kỹ năng scanning. Trước tiên ra các em phải biết thế nào là skimming. Skimming là gì? Là các em đọc lướt qua tất cả các ý chính của bài chứ không đi sâu vào nội dung của bất kỳ đoạn văn nào để thấy được ý chính của nội của bài. Thường cái này ta trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Các em nhớ là đọc lướt qua, thoáng qua thôi. Còn scanning được dùng khi nào? Được áp dụng khi các em cần kiếm những cái dữ liệu trong bài viết như là tên riêng, số liệu, ngày tháng hoặc các cụm từ mà không cần nắm được nội dung của bài test. Đấy, thì các em cố gắng luyện hai kỹ năng này. Đây là hai kỹ năng cơ bản trong giải quyết một cái bài đọc hiểu. Thì trong video này thầy chỉ giải thích và gợi ý cách giải quyết các câu hỏi, còn các em phải tự tìm câu trả lời. Và sau đó các em bấm vào đường link bên dưới video trong phần miêu tả để xem các em có hiểu và chọn được đúng câu trả lời hay chưa. Sau khi làm xong thì các em có thể đọc lại bài để học một số từ hoặc cụm từ để nâng cao vốn từ vựng cho mình. Bây giờ chúng ta cùng phân tích bài đọc số 1. Bài đọc số 1 này chúng ta có hai đoạn văn. Thường khi gặp một bài đọc thì các em có thể chọn một trong hai cách để đọc. Cách thứ nhất là các em có thể đọc thật nhanh qua, đọc lướt qua bài để nắm được ý khái quát của bài. Và khi các em đọc thì các em cũng phải chú ý là gạch chân những cái thông tin quan trọng như thế này. Và là cách thứ hai thì các em sẽ đọc từng câu hỏi rồi sau đó là tìm câu trả lời trong bài đọc, và các em cũng chú ý gạch chân vào thông tin quan trọng. Còn về phần từ mới thì các em có thể học sau khi làm bài xong. Thầy có liệt kê ở bên tay phải bên đây có chín từ như thế này. Cái này thường các em nên để học sau khi làm bài xong. Giờ ta cùng nhau tìm câu trả lời cho 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: What is the main topic of this passage? Câu hỏi này hỏi về ý chính của bài đọc. Người ta có 4 cái câu. Thường này người ta nên đọc qua 4 cái đáp án này. Chú ý vào thông tin đó. Đáp án câu A đó là The French influence on the English language. Sự ảnh hưởng của tiếng Pháp đối với tiếng Anh. Bài này có phải nói về sự ảnh hưởng của tiếng Pháp hay không? B. The long history of English language. Lịch sử lâu dài. Thường nói về lịch sử thì đang phải có rất nhiều cái mốc thời gian. C. The expansion of English as an international language. Sự mở rộng của tiếng Anh như là một ngôn ngữ quốc tế. Sự mở rộng, sự phát triển của tiếng Anh. Nói về câu D. The use of English for science and technology. Việc sử dụng tiếng Anh
trong cái lĩnh vực khoa học và công nghệ. À, nếu mà nói là câu D thì ta chỉ nói trong bài chỉ đề cập hai cái lĩnh vực là khoa học và công nghệ. Giờ các em đọc dùng cái kỹ năng là skimming, các em đọc thật nhanh qua để gạch vào những thông tin. Ví dụ thầy làm như thế này. Đây, những cái thông tin như là drawn from a language of few speakers to become a dominant language of international communication. À, phát triển từ một cái ngôn ngữ mà chỉ có gì few speaker, ít người nói thôi, để trở thành một cái ngôn ngữ dominant. Thì ta hiểu là này ít thì cái này dominant chắc phải là nhiều rồi, đóng cái từ dominant đi. À, để trở thành một cái international communication, à, ngôn ngữ mang tính giao tiếp quốc tế. À, gì đó. Rồi, English began to spread around the globe. Tiếng Anh bắt đầu lan rộng ra khắp địa cầu. Đấy, lan rộng khắp địa cầu. Yeah. Đây. Currently about 80%, 80% gì đó ha, worldwide in English, dùng bằng tiếng Anh. Đây, thì đây, more than 700 million English users in the world. Hơn 700 triệu người dùng tiếng Anh trên thế giới ngày nay. Yeah. Thì tất cả những thông tin này thì thông tin nào là ý chính của bài trong cái 4 đáp án này thì các em tự quyết định xem. Rất là rõ rồi. Now question number two. Approximately when did English begin to use beyond England? Thì câu này chúng ta các em dùng kỹ năng scanning để tìm các số liệu xấp xỉ khoảng thời gian nào thì tiếng Anh bắt đầu được dùng beyond England, tức là ngoài nước Anh, bên ngoài nước Anh. À, thì các em đọc cái thông tin ở ở cái đây, dọc thế này, tìm ngay những cái con số này. Until the 1600s, English were for the most part spoken only in England and had not extended even a five to century. Mãi đến năm 1660 thì tiếng Anh gì đó chỉ được gì đây, only in England, chỉ ở Anh, had not extended, không được mở rộng tận hai thế kỷ sau nữa. Như vậy thì ta có bốn thông tin là nó được dùng ngoài nước Anh khi nào, vào năm 1066, khoảng sắp xỉ năm một năm 1350, rồi trước năm 1600 và sau năm 1600. Thì các em dựa vào cái thông tin của câu này các em đưa ra quyết định là A, B, C hay là D. Okay. Rất là dễ nha. Câu thứ ba, question number three. According to the passage, all of the following contributed to the spread of English around the world, except except là ngoại trừ nhé. Thì câu này các em cũng sử dụng cái năng scanning. Tất cả các ý sau đây đều đóng góp cho sự lan rộng của tiếng Anh trên khắp thế giới, ngoại trừ cái ý nào? Có bốn ý là the slave trade. Thì các em tìm ra trong bài các chỗ nào là slave trade không? Rồi the Norman invasion, missionaries và colonization. Ta thấy đây ta bắt đầu tìm cái thông tin là gì? The spread of English. Đây ta có là gì? English began to spread around the globe as a result of, là kết quả của cái gì? Như là exploration, trade, including slave trade, colonization and missionary work. Đấy. Dựa vào câu này thì các em sẽ tìm, chắc chắn là sẽ tìm được câu trả lời đúng. Không thể sai được. Rất dễ. Question number four. The word enclave in paragraph 1 could be best replaced by which of the following? Cái từ enclave trong đoạn văn thứ nhất này có thể được thay thế bằng cái từ nào? Có bốn cái từ đó là community, organization, region, country. Bốn từ này chắc các em cũng biết rồi. Organization là tổ chức rồi, country là quốc gia, region là khu vực và community là cộng đồng. Đây. Giờ ta dựa vào cái câu thế này. Does small, cái gì trong bốn cái này mà small the? Rồi. Và là gì? Của những cái người nói tiếng Anh thôi. Đây. Của những người tiếng Anh mà nó được thành lập
cái gì được thành lập và sau đó phát triển ra nhiều nơi trên thế giới, thì ta xem ơi cái nào được thành lập và phát triển ra nhiều nơi trên thế giới được. Cộng đồng này, cộng đồng hay cộng đồng của người nói tiếng Anh, hay là tổ chức của người nói tiếng Anh, hay là khu vực của người nói tiếng Anh, hay là quốc gia của người nói tiếng Anh được thành lập và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Đấy. Các em quyết định xem coi A, B, C hay D. Đấy, cũng khá dễ nha. Question number 5, câu hỏi cuối cùng. The word these in paragraph 2 refer to. Cái từ D, con này là dùng đại từ thay thế. Thì muốn làm được cái này, các em cái này kỹ năng làm cũng khá dễ, đó là các em phải đọc ngược lại về phía trước. Ta thường có chữ X thì ta tìm một danh từ số số ít. Nếu mà chữ D thì ta tìm là danh từ số nhiều. Ta có là từ English. Bây giờ trước tiên các em tìm coi bốn cái từ ở trong đáp án A, B, C, D xuất hiện ở đâu. English user, đây, English user. Computer system, đây, computer system. Và international airport này, và air traffic controller, air traffic controller. Thường thì những cái từ này nó sẽ là thay thế cho những cái từ đứng gần phía trước nó. À, những cái từ nào đứng xa, ví dụ như computer system này, ít khi nào là đáp án đúng lắm, cho đó khả năng là cái này. Và tiếp theo các em mới đọc thêm cái phía sau của chữ D là gì. The non-native speaker, những cái này đó là những người nói không bản, không phải là người bản xứ, là người. Như vậy thì cái từ này phải là thay thế cho từ chỉ người, thì trong bốn cái đáp án này là từ là chỉ người mà là nói về là speaker, nói được. Thì các em quyết định xem đó là người sử dụng tiếng Anh, hay là hệ thống máy tính, hay là sân bay quốc tế, hay là người điều khiển giao thông trên hàng không. Ok, thầy vừa giải thích cho chúng ta, phân tích và giải thích cho chúng em các câu hỏi trong bài đọc thứ nhất. Hy vọng là các em hiểu và biết cách làm bài. Sau đây các em đang click vào đường link bên dưới đây, chọn đưa ra câu trả lời đúng cho 5 câu hỏi đó, xem các em làm được đúng bao nhiêu câu.